Em thích không mà, tại em sợ ma quá, em đâu dám ngủ. Mấy tối anh lại đây, anh giữ tiếp nè. Anh dặn cái giọng kế bên. Thôi à. Cứ ở đây nè, cái giường được là sầm phức lắm. Thôi, em mình nên gái rồi, tự nhiên đi dậy. Anh cách ma cho biết sao không, cái làng này nè. Có mấy thằng kia nó nhậu á. Đêm nào nó cũng đi ngang đường này. Mấy vụ rồi đó nghe. Cái gì vậy? Ừ. Không mà tự nhiên ông chủ ổng thả dịch ở đây. Ông chủ không thấy nhà. Thì ổng đi về ngủ với bà chủ rồi. Không thấy nhà. One week later. Cái một ngày tứ nó mệt muốn chết luôn. Thấy mệt gì đâu. Đâu mệt. Ấy nước ở đây mà xách lại tới. Này. Xách ra tới rồi đó. Hết còn nước không? Cho em xin miếng nước nha. Còn cái. Uống còn miếng. Uống miếng. Còn đúng miếng luôn hả? Ờ, còn miếng một mà. Mà uống nhớ nhớ chừa hồi anh em còn làm nha. Nước dưới nhóm chút xíu hết cái mình múc lên mình đổ mình uống. Đây anh đi múc cho tôi uống. Đây. Nước cái đó kẹt lắm. Nước đó nghĩ sao mà chưa múc uống. Ai biết, thấy Tứ xài được rồi chắc mình cũng uống được. Tứ được thôi, xài nó uống được chứ mình uống cũng được. Ừ. Mình uống cho là kẹt. Ủa em đâu đây à? Đi giữ dịch kìa. Ai mà nó nghe nàng kể cho chị nghe, chị này mắc cười lắm nè. Mắc cười không? Đi gì? Ủa mà ở đâu ở đây mà cho miếng bánh nha. Trời bánh vợ mới đem ra đó trời, chưa ăn nữa. Xin lỗi cãi đi trời. Bánh tráng người ta nước uống rồi lại còn chín bánh nữa, giờ cãi đi nha. Trời dịch nó bụng quá à. Gì vậy? Vậy giờ ông nào ạ? Mà ngồi xa xa ra đừng có bỏ ghen quánh tôi chết. Vậy em giữ dịch vậy. Ê mày giữ dịch mày làm gì, mày ngồi gần mày làm gì hả? Tại vậy rồi tôi đi vậy. Ê ngồi lại. Hai anh em mày đi giường tao mới đi. Ta đi giữ dịch, ta ngồi xin miếng nước. Tại xin miếng nước. Hai anh em mệt quá lại đây ngồi nói chuyện. Trời ơi. Đó khách mày đụng đồ tao đó. Chị em đói bụng quá cho em xin miếng bánh. Mày làm rồi chơi hai anh em ở đây hả? Được. Rồi tôi làm mấy đằng kia kìa. Còn hey. Có mấy cây nữa mà. Thôi đụng ông ấy, dạ ông quánh tôi nữa. Quánh sưng cái mặt luôn á. Bả nghe như thằng ông nội. Trời. Nhìn cái mỏ là biết rồi. Ở sớm anh gọi là bà Tám. Gì hả? Ôi bà Tám là nhiều chuyện đúng không? Bà Tám là nhiều chuyện. Bả làm gì bả ra đây có quen không? Bả nghe mấy hộp nói chuyện. Không, tôi xin miếng nước uống mà nó bụng xin bánh cho. Không cãi đi mà cứ nói cãi cãi hoài. Bà sẽ xách gà tôi cãi cho hai ông nghe. Ví dụ gì vậy? Ví dụ gì vậy? Đi tụi con nó hỏi cười quậy luôn á. Ừ, nó cãi cãi chuyện vui đó mà tự giờ chưa thấy vui cho mọi người. Mấy ông em đi. Nó ngồi nó vui chứ. Tại em đi tôi cãi cho nghe. Mà mày bả đâu mà cái đi hôm ngày mình ra mình làm trong tủ mình đâu thấy nó đâu. Mới lại giờ. Em ơi. Mày không giữ với mày. Tôi ngồi tôi nằm giữ dịch ngoài đó đó. Tôi ngồi tôi nằm phải không? Cái ông nội nào á, ổng mập, cái bụng ổng như chưa bắp giới vậy đó. Cái mặt thì xấu. Chú mũi thì xẹp. Miệng thì mỏi trời. Không chơi, ta vừa thôi chứ làm sao? Nó quá không gì. Sao nữa? Thiệt. Nó đi. Cái, nó nói hồi hết đó luôn. Hồi cái tôi đang nằm ngoài đó đó. Cái ổng ra, ổng về bộ, ổng hỏi này, hỏi kia, hỏi nọ. Cái ổng nói, ổng là chủ vườn mà tôi không biết phải chủ vườn không. Mà nếu mà chủ vườn là in cái mặt trên cái xài mới là chủ vườn đúng không? Ủa, chủ vườn mất cái xài hết rồi. Vậy chứ, nói chủ vườn á, mừng người lại nói mừng người, hôm nay nhận hết mừng người. Hồi sớm ổng có đi ra đây nè. Ông nội đó là thầy luôn. Ừ. Gặp phụ nữ gặp gái tôm tớp 35 đúng rồi. Đang nằm dưới là ông đợi ông vuốt về ông chịu ông nãy ông chỉ đây con gấu này nè, hồi nãy nó nằm dưới này nè, ông chỉ dưới đây nè, ông nói con này là con chó hả, thấy tào lao không? Gặp bà ổng rồi chứ không ai chứ không mà không em đâu đi lên đây dưới dịch em ở vùng xa lại xa là ở đâu mới được. Ừ, Cần Thơ. Sao hả? Mà cái tướng này đi diễn dịch bởi vì ông chủ không gặp bởi vì phải rồi. Không có, hồi sớm mặc quần dài nắng quá. Rồi nó hồng chị không có nổi mới lột cái quần. Mà mặc đồ tợ gì bởi vì ông chủ không chưa? Không. Ông chọc, ông đẹo, ông dơi là bà. Ông nội đó là ông là tuổi con dê. Hồi sớm là mặc cái quần dài. Rồi lại nắng quá mới hồng chị không nổi mới lột ra. Này kêu nó làm ổng mà đi đâu mà ổng gặp một phụ nữ đẹp thì thôi đi ông nội ơi. Tùm tớp. Đây bữa nay nó gặp ổng rồi đó. Dữ lắm luôn. Tại vì khổ. Đi dưới dịch cho người ta dịch chạy đồng nè, mới chạy lên tới đây nè. Ai ơi. Mà hồi nãy giả bộ. Hồi nãy giả bộ với thiệu với ổng. Được rồi. Mà đi mặn. Với ổng là thu là chủ. Kìa mấy cha mấy má đi mặn rồi mà mấy cha mấy má giờ này ngồi nó dốc nó láo rồi 5-7 gì đó hả? Ông chủ anh đủ. Em mệt quá anh ơi, Tứ từ giờ cũng mệt quá. Nó trời ơi, ngồi ăn tôi bốn mấy anh bằng tiền chứ không phải bằng giấy đâu mà mấy anh ngồi nó dốc nó láo rồi. Ngồi ăn bánh anh ơi. Ông đó. Nói xấu người này người kia. Mà anh có lâu mà nói xấu.
Còn con nhỏ này đi bằng cỏ không lo mặn đi. Đàn ông người ta năm tầm bảy. Con nhỏ này ngồi xuống đây coi. Ngồi xuống coi. Làm gì hả? Dạ. Đi đâu rồi? Rồi cô này ngồi xuống đây luôn coi. Gì cha? Để tôi nói chuyện chút đi. Ngồi xuống. Dạ, chồng con kìa cha ơi. Ngồi xuống coi. Cô vô giường tôi, cô đi đâu ạ? Thì khát nước quá, xin miếng nước uống. Xin nước uống hả? Nước uống. Ừ, nước bẻ nhóc chân đó. Uống chưa? Uống rồi. Uống rồi hả? À. Ê, đừng lại gần mấy thằng lính đâu nha. Dạ. Mấy thằng đó nó dơ dữ lắm. Liêm thử rồi nó mặn mặn. Ê, ôi trời. Cái cô này nó dơ gì hả? Không, nó mặn mặn thiệt. Lớn rồi. Xin lỗi anh. Làm ăn gì kỳ cục hả? Ông ơi, mặn mặn chút xíu à, nhưng mà nó ngon. Móc cái mũi em vui lắm hay gì vậy? Không, nó ngứa à, bị viêm son thông cảm. Viêm son hả? Làm anh nói nghe nè. Diễn dịch có học dịch không, chia anh lại chục hai chục hộp về nhậu với mấy bạn à? Không, em dám bán. Em chủ dịch mà, em không dám bán. Nãy giờ bộ nó chơi anh thôi. Dịch của chủ kia kìa. Chủ nào? Ông chủ không mướn đi giữ dịch thôi, đi chạy đồng. À. Rồi ổng cho ở đây giữ rồi chưa chưa ổng đem cơm lên. Trời ơi, vậy mà hồi nãy mà hô em là ông chủ. Tại thấy anh lạ lạ nổ chơi chứ. Nổ chơi hả? Chơi thôi. Ai mà giữ dịch mà gái đi giữ dịch gì không sợ ma hả? Trời. Ma ở đây dữ lắm mà. Mà chết thằng sợ sợ ma sống. Ai mà tối em ngủ ở đây con mình hả? Không, tối em không ngủ. Mà với ai ngủ? Em thích không mà, tại em sợ ma quá em đâu dám ngủ. Mấy tối anh lại đây anh giữ tiếp đó, anh dặn cái giọng kế bên. Thôi ạ. Chứ ở đây nè, cái giường được là sầm phức lắm. Thôi, em mình nên gái tự nhiên đi dậy. Anh canh na cho biết sao không, cái làng này nè, có mấy thằng kia nó nhậu á, đêm nào nó cũng đi ngang đường này chứ, mà mấy vụ rồi đó nghe. Ghê vậy? Ừ. Không mà tự nhiên ông chủ ổng thả dịch ở đây. Ông chủ không thấy nhà. Kiểu ổng đi về ngủ với bà chủ rồi. Không thấy nhà cửa gì trơn. Bởi vì ở đây vắng dữ lắm. Ô trời, tối này cho anh lại anh chui một ngày ố lộng. Ô trời, tối này cho anh lại anh chui một ngày ố lộng. Ô trời, tối này cho anh lại anh chui một ngày ố lộng. Tối nay anh lại anh dằn cái giọng kế bên một em. Tại vì cảnh khổ, nhà mẹ già bệnh sắp đi thành phố khám rồi, em mới ráng lãnh dịch mướn. Thôi em không mấy đâu thiệt. Vậy hả? Ừ. Nhà mẹ khổ à? Bà em ở đâu lại đây? Thứ năm này là dắt mẹ đi thành phố rồi mà giờ thiếu tiền. Mà nhà em ở đâu? Nhà em dưới Cần Thơ. Cần Thơ hả? Cần Thơ lên tới bãi núi này xa lắm. Biết xa rồi mà dịch chạy đồng mà biết sao giờ. Mẹ đi khám bệnh hả? Mẹ khám bệnh, mẹ bị bệnh. Bây giờ có tiền gửi gì không? Hôm ngày mẹ điện lên hoài à. Mẹ kêu gửi tiền về cho mẹ đang mẹ đi mà. Thiện thấy chủ cũng tệ quá à. Tiện mẹ điện lên nói chuyện với ổng gì đó, ứng ổng mà ổng nói nào bán dịch mới có tiền. Kiến leo. Ổng nói nào bán dịch mới có tiền thì đưa cho ứng đồ. Vậy hả? Dạ. Chủ này tệ dữ rồi trời. Dạ, thứ thiệt tư, tình á. Thứ tư thứ năm này ta không có tiền mà người ta ứng tiền mà cũng không cho nữa. Thứ tư thứ năm này mẹ đi thôi, không biết tiền đâu có. Dạ anh có con ít nè. Con ít nè để anh móc bóp làm gì ạ? Ủa em? Tôi kêu ông đi coi nhân công người ta làm giường. Ai à? Ủa? Mà con nhỏ này ở đâu lại đây nữa hả? Vợ anh. Giữ dịch chị. Vợ anh. Còn giữ dịch thì sao mày không đi giữ dịch đi? Mắc ông nội ngoại gì mày mày đi vô mày ngồi đây với chồng tao. Ủa cái móc này của tôi mà. Em đi vô em xin miếng nước rồi chị ơi. Nãy em xin móc tiền à, anh cho em á chị. Tôi tiền cho em á chị. Tôi mà. Đây sắp tới không có 1.000 trong túi nha. Em. Ông nha. Anh đâu có đâu. Ơi bà ơi, bà chủ quá trời ơi. Tùm bóp. Gặp phụ nữ gặp.